Sau khi cùng đội tuyển Việt Nam giành vé dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022, Công Phượng trải qua cảm giác song hỷ lâm môn khi chuẩn bị đón cậu con trai đầu lòng chào đời. Theo một số nguồn tin, vợ Công Phượng là Viên Minh sắp sinh hạ một bé trai ngay trong tháng 7 này. Hôm 30 tháng 6, Công Phượng đã hoàn thành cách ly y tế tại thành phố Hồ Chí Minh sau gần 2 tháng cùng đội tuyển Việt Nam dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á để về bên gia đình nhỏ của mình ở thành phố Thủ Đức. Viên Minh cũng đã chuyển về thành phố Hồ Chí Minh cùng gia đình khi Công Phượng lên hội quân tuyển Việt Nam hồi tháng 5. Trước đó họ thuê một căn hộ ở thành phố Pleiku. Vợ Công Phượng thường đến sân Pleiku theo dõi chồng thi đấu. Hình ảnh cách đây không lâu của Viên Minh cho thấy cô đã có tin vui. Tuy nhiên Công Phượng và gia đình không muốn nhận quá nhiều quan tâm từ truyền thông. Khi Công Phượng rời khu cách ly hôm 30 tháng 6, Viên Minh không xuất hiện để đón chồng. Thời gian gần đây, Công Phượng cũng khá trầm tính, anh ít tham gia các sự kiện. Người ta không còn thấy tên Công Phượng ở các sự kiện đại diện đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai muốn dành nhiều thời gian cho gia đình và mục tiêu vô địch V-League của Hoàng Anh Gia Lai. Cuối năm 2020, tiền đạo xứ Nghệ đã khép lại cuộc sống độc thân bằng lễ cưới hoành tráng với bạn gái Viên Minh sau 3 năm tìm hiểu. Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức tại 3 nơi và gây tiếng vang trong giới cầu thủ Việt Nam, được xuất hiện trên báo chí quốc tế. Vì đã nổi tiếng trong cuộc tình trước đó với nữ ca sĩ Hòa Minzy, nên cuộc hôn nhân lần này của Công Phượng được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Sau 5 tháng cưới vợ, chân suốt kính tiếng về đời tư nhiều hơn. Anh và bà xã 9X không chia sẻ bất kỳ thông tin về cuộc sống vợ chồng son với truyền thông, hạn chế khoe ảnh riêng tư lên mạng xã hội. Thời điểm này, cư dân mạng bất ngờ khi thấy nhiều hình ảnh của Viên Minh được cho là đang mang thai con đầu lòng. Trong hình ảnh mới nhất, bà xã 9X của tiền đạo xứ Nghệ xuất hiện trên khán đài để theo dõi chồng thi đấu trong trận câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gặp câu lạc bộ Bình Dương. Dù đã cố tình che chắn bằng khẩu trang, thả tóc dài, nhưng nhiều người vẫn nhận ra Viên Minh. Đáng chú ý là vòng hai của cô đã to hơn rất nhiều, gương mặt thấy rõ dấu hiệu tăng cân. Vợ Công Phượng cũng diện váy hoa dáng suông. Trước đó, hình ảnh Công Phượng dẫn vợ đi ăn cùng bạn bè cũng được chú ý. Từ góc nghiêng, vòng hai to bất thường của Viên Minh cũng lộ rõ. Khi loạt ảnh của Viên Minh lên sóng, cư dân mạng đã tỏ ra bất ngờ. Chị Viên Minh đã có thai à? Ôi, vợ Công Phượng có em bé rồi. Chắc có em bé rồi. Hình như mình sắp có cháu. Chị dâu có baby rồi. Kèm theo đó là các lời chúc mừng dành cho cặp vợ chồng son này. Theo một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, vợ Công Phượng đã mang thai con đầu lòng với tiền đạo 26 tuổi. Hiện tại, chân sút không còn ở khu sống tập trung của đội tuyển Hoàng Gia Lai mà đã chuyển ra ngoài sống cùng vợ trong một căn hộ thuê ở trung tâm thành phố Pleiku. Trong thời gian vợ bầu bí, Công Phượng chăm sóc rất tốt cho vợ, thường xuyên đưa Viên Minh đi ăn uống. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Viên Minh bị dính nghi vấn bầu bí. Trước đó, cô cũng bị đồn đoán mang thai khi xuất hiện trong tiệc đầy tháng con trai cầu thủ Ngô Hoàng Thịnh vào tháng 9 2020. Thời điểm ấy, bà xã Công Phượng để lộ rõ vòng hai to bất thường, diện trang phục rộng. Sau đó, bà xã của chân sút xứ Nghệ đã gián tiếp dập tắt tin đồn khi diện váy ôm sát trong lễ cưới vào tháng 12. Hiện tại, cư dân mạng liên tục dành lời chúc mừng cho cặp đôi sắp lên chức bố mẹ.